núi không dời, đường dời, chắc chắn phải có đường đi. Cô có cách sao? Cảnh sát cáo buộc anh Phúc Điền muốn sát thủ giết chết La Dũng. Thật ra chỉ cần có một người chịu đứng ra biện một câu chuyện hợp tình hợp lý, nói bản thân là hung thủ giết chết La Dũng, vậy thì anh Phúc Điền sẽ tự do ngay. Anh thấy FIB tham gia vụ án của chúng ta thật sự không có vấn đề à? Thật ra em ngại tổ điều tra tài chính hay là ngại Dương Thượng Vinh? Nửa năm trước, Ủy ban điều tra nội bộ nói anh ta không sao là bởi vì không có chứng cứ cụ thể. Không có nghĩa là anh ta không sao. Chỉ cần vụ án giúp được chúng ta, anh không ngại trước đó anh ta đã làm gì. Sếp Điệp à, có thể giúp tôi tìm một người không? Tôi nghi ngờ tối nay người đó gặp nguy hiểm. Là ai? Thẩm Thục Hiền, vợ của Trịnh Phúc Điền. Người mướn sát thủ giết chết La Dũng không phải chồng tôi.